Hi, xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình được bác mình cho một mớ sori nè mấy bạn. Sori này á thì trước đây nhà mình có trồng, nhưng mà hiện tại thì mình đã bỏ hết rồi. Mình cha mình trồng bưởi không mấy bạn. Rồi thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm món sori trộn ha. Sori trộn muối ớt nha các bạn. Đây, nhưng mà mình có sự chuẩn bị một số miếng tiêu ha, xíu tiêu để cho nó thơm nha. Mình chuẩn bị gồm có ớt trái nè, tiêu, muối ớt Tây Ninh nha các bạn, đường, muối và bột ngọt. Thì sơri mà đầu tiên sơri mình sẽ rửa sạch nha. Mình rửa rất là nhiều lần với lại nước muối với nước sạch đó mấy bạn, để cho nó sạch bụi bẩn cũng như là sâu rầy ha. Rồi bây giờ thì mình sẽ để gia vị qua một bên nha. Mình sẽ xử lý cái sơri này. Mình chuẩn bị một cái hao nha các bạn. Mấy bạn dùng con dao nhỏ ha. Mấy bạn sẽ tách cái phần màu của sơri ra. Vậy là xong rồi nè các bạn. Mấy bạn tách ra vậy nè. Khi mà một lát nữa mấy bạn trộn á, nó sẽ thấm nè. Tách nhanh lắm. Tách tích tắc nè mấy bạn. Mấy bạn trộn nó sẽ hấm. Với lại thứ hai nữa là những con sâu rầy á, nó ưa bám vào cái cuốn này mấy bạn. Nên là mình tách ra vậy để mình một lát nữa mình ăn dễ ha. Đó. Sori này á thì hiện tại Bến Tre mấy bạn cũng rẻ lắm. Và vườn cân chỉ có mấy ngàn đồng ký à. Còn bán ra trên Sài Gòn đó, bán ra thì mắc do là người ta tính phí vận chuyển á. Nhưng mà người nông dân lúc nào cũng chịu thiệt đó mấy bạn. Cái người trồng sori á phải nói là cực lắm mấy bạn ơi. Hồi đó nhà mình còn trồng sori á, là mình nhớ hồi năm đó mình học cấp 2 với cấp 3, đi học về là phải ra hái sori mấy bạn. Sáng thì cha mẹ mình ở nhà hái trước rồi ha, mà trưa mấy bạn biết á là cái nắng á, sori này thì nó có quanh năm, mùa mưa thì hái cũng cực mà mùa nắng thì hái cũng cực nha. Tại vì sao? Tại vì cái nắng thì nó ngứa lắm mấy bạn, nó xót lắm. Còn mưa thì mình cứ mình ngước mặt lên để mình hái, nước nó nhiễu xuống mà vuốt mặt không kịp luôn. Bởi vậy hái sori là mình nói là rất là cực. Bởi vậy nhiều khi mình mua được một ký sori chỉ tốn chừng 5-7 ngàn thôi, nhưng mà mình nghĩ lại á, mình hái một ký sori nè, rồi công người ta bón phân tưới nước nè, rồi công hái ha, rồi công vận chuyển đi bán nữa, tính ra nói chung là người nông dân thì tốn công rất là nhiều luôn. Rồi sau này thì nhà mình thấy cực quá, với lại mình thì lên Sài Gòn học á, nên là không có ai ở nhà hái phụ cha mẹ, nên là sau này thì cha mẹ mình chuyển qua trồng bưởi. Chứ nếu mà đợt đó mình không đi Sài Gòn học á, thì chắc là mình bây giờ mình cũng còn sori á mấy bạn. Mình lần lượt mình tách cái màu nó ra vậy nè. Thì lâu lâu cái mình vừa làm mình vừa tâm sự chơi, đặng giết thời gian chơi ha mấy bạn. Đó. Nhưng mà nhiều khi á mấy bạn, có cái cực á thì cũng có cái vui, cái sướng á, chứ không phải là cực không. Khi mà mấy bạn hái á, hái vậy nè, mà trưa nắng á, mấy bạn hái được cái trái sori nào mà nó to, mà nó mọng ha, mà nó còn tươi nữa mấy bạn. Mấy bạn chỉ cần rứt xuống một cái ha, rồi bỏ vô miệng, chùi chùi bỏ vô miệng liền luôn. Nó ngọt mà cái cảm giác nó sung sướng mình không diễn tả được. Nhưng mà ai mà có trong hoàn cảnh rồi á mới hiểu nổi thôi.
Vui, mình thấy vui là vui những lúc như vậy thôi á, chứ buồn nhiều hơn. Bởi vì cực lắm mấy bạn ơi. Cái này là bây giờ thì bác của mình còn tặng, rồi bác mình cho nè, chứ nhà mình đã chạy chạy series rồi, chạy test. Đây. Đây mình đã tách cái phần màu ra, cuốn ra hết rồi nè mấy bạn. Bây giờ thì mình sẽ cho hết cái phần muối tôm này vào luôn ha. Cho cái phần đường này vô luôn nha. Còn ớt với tiêu thì mình sẽ, đó, cái này là muối với bột ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ thì mình sẽ đâm mấy cái quả ớt này ha. Đâm những cái quả ớt này để cho nó cay nha. Đây, mình đâm ớt rồi nè mấy bạn. Đó. Hôm qua mình vì ăn mì cay với đứa cháu á, mà mình ăn cấp độ 7 á, nên là bây giờ mình thấy cay mình cũng sợ lắm, nhưng mà làm video á nên là mình sẽ dùng ít ớt một xíu ha. Còn mấy bạn nào mà ăn cay dữ á thì có thể dùng nhiều ớt nha. Đây mình sẽ cho tiêu vô luôn ha. Tổng tới đây thôi mà mình ực ực rồi đó mấy bạn. Đó thì bây giờ mình sẽ trộn lên đây. Để tránh nó bị nát sơ ri á thì mình có thể là lắc ha. Đây, đây nhìn nè mấy bạn. Rồi mấy bạn, ở cái mùi tiêu á nó sọc lên rất là thơm. Rồi mấy bạn sẽ để trong ngăn mát của tủ lạnh ha, tầm nửa tiếng rồi mấy bạn sẽ đem ra ăn nhanh cho nó tan gia vị á mấy bạn. Cái mùi muối tôm nè, rồi cái phải thử trước một một trái mới được. Thơm quá. Ngon ghê luôn mấy bạn. Tuy nó chưa thấm nha, ngon ngon. Rồi bây giờ mình đem vô ngăn mát của tủ lạnh mình để nha các bạn, tầm nửa tiếng mình sẽ đem ra mình thưởng thức ha. Hồi nãy giờ mình để ở trong ngăn mát của tủ lạnh tầm nửa tiếng rồi nè các bạn ha. Bây giờ cái này thì nó đường muối của mình nó đã tan ra rồi ha, chỉ còn ở trên cái vành nó còn dính lại xíu đó. Rồi cái mùi ớt với mùi tiêu á là mình sạch luôn mấy bạn. Đây thì bây giờ mời mấy bạn cùng ăn seri với mình ha. Đó mình sẽ thử một cái trái này chín nè ha. Mình thường á thì mình không thích cái trái chín vậy, cái trái chín vậy thì nó hơi mềm mấy bạn. Mình chỉ thích những cái trái mà nó mới vừa ửng á ha. Rồi bây giờ mời mấy bạn nha. Đây, mình muốn nó hấm hơn á thì mình chấm thêm miếng nước nữa đó lên này nè mấy bạn. Nó chua chua ngọt ngọt ngon lắm mấy bạn. Đây như những cái trái này nè mấy bạn, để ý nha, những cái trái mà nó chưa có chuyển qua màu đỏ như vậy nè mới ngon, nó có cái độ giòn giòn á ha. Ăn cái này mấy bạn chuẩn bị một cái ly nước đá nữa là quá quá đúng luôn á mấy bạn. Đây bây giờ mình sẽ ăn thêm một trái nữa rồi mình kết thúc cái video này của mình tại đây nha. Rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video và xem tới hết video nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau ha. Xin mời các bạn nha. Quá tuyệt vời. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.